viên của hãng Fuji. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng chiếc tủ chống ẩm DHC250 có dung tích là 250 lít. Khi mở tủ ra thì các bạn sẽ có một máy và sách hướng dẫn sử dụng. Sách hướng dẫn sử dụng thì có hai loại ngôn ngữ, tiếng Anh và tiếng Việt, dễ dàng cho người sử dụng trong nước cũng như là khách trên quốc tế. Để sử dụng về cái tủ chống ẩm này thì các bạn đầu tiên cần cấp nguồn cho máy. Máy sử dụng nguồn điện 220V và được hiển thị toàn bộ thông số bên trên đồng hồ. Ta có một cụm chìa khóa và tay nắm để mở cánh tủ. Bên trong sẽ có một cụm điện báo nguồn và hút ẩm. Bên trong tủ chúng ta sẽ có 4 khay để chứa đồ. Từ phía nó có 4 thanh dây chứa. 4 thanh dây này chúng ta có thể di chuyển theo các mức như chúng ta mong muốn. Trên cánh tủ sẽ có các chốt khóa thuận tiện cho các bạn khi sử dụng. Ở phía bên trên và bên dưới đều có. Trên đồng hồ của tủ sẽ hiển thị độ ẩm và nhiệt độ và 3 phím chức năng để cài đặt độ ẩm. Để cài đặt độ ẩm cho máy, các bạn cần chạm vào phím S. Do phím cảm ứng nên chúng ta chỉ cần chạm nhẹ. Với mỗi thiết bị cần bảo quản thì các bạn có một mức độ ẩm cần thiết khi các bạn lựa chọn. Bên trong sách hướng dẫn cũng có các giải độ ẩm để chúng ta cài đặt với mỗi đối tượng cần bảo quản. Ở đây tôi ví dụ bảo quản ống kính máy ảnh thì độ ẩm cài đặt của nó sẽ từ 45 đến 55%. Chúng ta có thể tăng hoặc giảm. Ở đây tôi cài đặt là 45%. Sau đó bấm phím S trở lại, máy sẽ tự động cập nhật độ ẩm vừa cài đặt và bắt đầu hoạt động. Khi tủ hoạt động, các bạn cần lưu ý tủ phải được đóng kín. Có một số lưu ý khi các bạn sử dụng, đó là sử dụng đúng nguồn điện, máy sử dụng nguồn điện 220V, hạn chế mở cửa tủ. Với tủ DHC250 thì bộ điều khiển được tích hợp trên đồng hồ phía bên ngoài nên không cần phải mở cánh tủ để cài đặt như các dòng tủ khác, rất thuận tiện cho các bạn khi sử dụng. Khi sử dụng thì các cánh cửa có các chốt khóa bên trong. Các bạn nên chốt khóa để đảm bảo các thiết bị bên trong không bị xô dịch. Với mỗi thiết bị cần lưu trữ bảo quản thì các bạn cần cài đặt đúng độ ẩm để cho tủ hoạt động và bảo quản một cách tốt nhất. Tôi vừa hướng dẫn các bạn sử dụng tủ chống ẩm DHC250 dung tích 250 lít của hãng Fuji. Chúc các bạn có những lựa chọn và cách sử dụng tốt nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.